Hai chào bạn, và hôm nay mình sẽ mở con ở Windam chờ mua lâu lắm rồi, bây giờ mới được cầm lên nữa nè. Hôm nay mình sẽ mở cái con tên là Lil Incon ở Windam, có nghĩa là Lil là con này tên là Lil, Bear là Jin Bear, Incon là gì ta? Unicorn, chắc vậy. Ừ thì anh vợ mình kém lắm. Unicorn là con như là cái con gì ta, có ngựa một chân hay sao nhớ vậy đó. Bandai nha bạn, Bandai đẹp đẹp kinh chưa. Và đây chính là cái hạt, đây chính là trong phim á, người ta gọi kinh con Gundam này tên là Gunpla. Ừ, có hai con rồng. Và mình mua đây là ở Singapore nè. Đây, giá tiền vẫn còn luôn, 10.95. Thôi giờ mình sẽ mở nè. Mở không cần kéo. Mình cho là mở không cần kéo. Rồi, nhớ nha. Tròn đô đô. Ui gì kênh vậy? Sao kênh thế? Tại sao các bạn, tại sao để cái, tại sao các bạn biết là mình đã có hứng qua Gundam không? Tại vì á là để mình kể đầu đuôi cho các bạn nghe luôn nha, là ở trên lớp á là mình á có một đứa bạn đó là hoặc là đem một con hẳn con Gundam bự luôn, còn mình thì con nha nhỏ vừa là con bự luôn nha, không phải nhỏ đâu, một con bự luôn. Xong rồi nhờ mình xếp phụ, xong rồi á mình xếp mà mở tay luôn, sắp xong rồi. Và cái đó là lý do thì thấy vậy thì mình thấy mình ghiền quá nên mình đã ráp luôn. Không, mình tưởng là mình sẽ mua ai nhà đâu, xong rồi mình chưa nghĩ lại à mình có cái con Gundam này rồi mà còn ba con nữa. Đây các bạn, mình thích hai con này lắm. Nào là anh, là hồi trước là mình mở con này em không, hôm nay mình mở con này. Ô dài lắm các bạn, 4 trang. Wow, đây có một cái bức hình đẹp lắm luôn nè. Wow, giờ mình sẽ bắt tay vào rap nha, mình sẽ tu nha các bạn, mình sẽ skip nha các bạn. Ok, giờ mình bắt tay thôi. Cái đầu nha các bạn, hit nhìn nó mắc cười các bạn ơi. Hơi mắc cười không anh nè. Xong cái đầu rồi các bạn. Trời ơi, các bạn ơi, nó bị gãy rồi các bạn nè. Thôi nên mà nó bị thương rồi nên gắn lại luôn, trở lại vậy đó. Vậy dù vậy thì bác đừng có la mình nhé, tại vì mình gà lắm các bạn ạ. Mình gà và rap kinh đam lắm. Dạ cũng gãy nữa mấy ai. Cái và tay phải nha, mà hương nam tính nè các bạn. A few moments later. Oh wow, đó anh kiếm sẽ đây này, rất là ngầu luôn. Đây, wow, còn đây nữa nè. Rất là xịn luôn, thiệt luôn thề các bạn ơi. Đây, cái con hồi bữa đây các bạn. Đó thì mình sẽ lấy một phụ kiện để làm cái kiếm của con này nha. Là cái phụ kiện rồng này có rành. Rồi anh kiếm đây. Wow, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy vậy thôi chứ màu này nó hơi nhạt nha các bạn. Giờ mình bỏ tay vô là nó đậm liền kìa, tia laser từ rồng vậy đó, rất là đẹp. Mình cầm đây không, cho mình chém một phát là một con rồng xuất hiện nè. Ngầu chưa ha. Các bạn nhớ like cho kênh Barbecue nha. Ở
chưa? Các bạn nhớ like cho kênh Body Fit nha. Nhớ ra. Nhớ like đi thì tôi sẽ nhắc bạn tôi khui kia hợp mình làm tiếp theo nhé. Con này á là nó cái chi tiết nó nhiều hơn nhưng mà nó là dễ đáp hơn cái con này, kỳ lạ. Phải 6 tiếng mới xong nè. Hàng gì nãy giờ sai. Một cái thanh kiếm bị ngược. Ở trong hình nó đẹp bấy nhiêu, còn ở ngoài là xấu bấy nhiêu. Các bạn thấy vậy không? Ở trong hình nó đẹp bấy nhiêu, còn ở ngoài đây là xấu bấy nhiêu. Xàm thiệt chứ. Con này là xấu nhất nè. Một cái kiếm màu hồng nam tính, còn một kiếm là màu xanh cây. Kiếm này tượng trưng cho lại là con trai, bởi vì nó màu hồng nam tính mà. Chứ mình thích là mình thích màu xanh nước biển rồi đó. Hai con này đang chém nhau. Thôi video này là kết thúc rồi các bạn. Các bạn hãy like và subscribe nha. Bây giờ thì chém tiếp thôi. Ồ chết, bà hùng nhau luôn rồi. Alo.